Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hãng tin thể thao danh tiếng của bóng đá Iraq vừa mới tiết lộ là đội tuyển quốc gia nước này sẽ thi đấu giao hữu với Jordan thay vì giao hữu với Việt Nam. Chiều ngày 17 tháng 2, một tài khoản xã hội chính thức của trang Social Iraq đã bất ngờ thông báo rằng đội tuyển quốc gia nước này đã đạt được thỏa thuận thi đấu giao hữu với đội tuyển Jordan thay vì đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 như là kế hoạch ban đầu. Để chuẩn bị cho trận gặp Hồng Kông tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Iraq sẽ giao đấu với Jordan vào ngày 25 tháng 3 thay vì là với Việt Nam. Trang mạng xã hội của Iraq đã có gần 22.000 lượt theo dõi. Hãng tin thể thao có trụ sở tại Baghdad này đi vào hoạt động từ năm 2014 với nhiệm vụ là cập nhật tin tức mới nhất của các hoạt động bóng đá Iraq. Nguyên nhân khiến cho Iraq muốn hủy trận giao hữu với Việt Nam được cho là do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp gây nên bởi virus corona. Một hãng tin lâu năm khác của Iraq cũng vừa mới tiết lộ thông tin tương tự về trận giao hữu với tuyển Jordan vào ngày 25 tháng 3 và hai đội sẽ thi đấu ở trên sân trung lập ở Qatar. Lúc này cả Liên đoàn bóng đá Iraq và Jordan cũng chưa hề công bố văn bản chính thức về trận giao hữu vào ngày 25 tháng 3. Trả lời báo chí của Việt Nam thì một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết là VFF vẫn chưa có thông tin gì từ Liên đoàn bóng đá Iraq về thông báo mới này tính đến 20 giờ ngày 17 tháng 2. Theo như kế hoạch ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tháng 3. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu với Malaysia trên sân nhà của đối thủ vào ngày 31 tháng 3. Trước loạt trận mới ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, thì Malaysia đã chính thức có được ngoại binh chất lượng để đối đầu với Việt Nam. Theo đó, FIFA đã chính thức chấp nhận cho đội bóng Malaysia sử dụng cầu thủ Lidiron Krasniqi, tiền đạo 28 tuổi người gốc Kosovo trong các trận đấu chính thức của đội tuyển nước này. Malaysia đã hoàn thành việc nhập tịch cho Lidiron Krasniqi cách đây vài tuần. Krasniqi sẽ là tài sản mới của bóng đá Indonesia. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Malaysia ông Tan Chen Ho vừa mới hồ hởi đánh giá về cậu học trò cũ ở câu lạc bộ Kedah. Chơi ở vị trí tiền vệ công, cầu thủ này được đánh giá là có chuyên môn vượt bậc đẳng cấp châu Á và sẽ làm mối đe dọa lớn cho các đội tuyển sẽ đối đầu với Malaysia trong khoảng thời gian sắp tới như là UAE hay là Việt Nam. Cuộc đối đầu với Malaysia vào cuối tháng 3 tới của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá là cực kỳ quan trọng đối với tuyển Việt Nam. Nếu như thất bại thì cửa để Quang Hải cùng với các đồng đội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ hẹp lại một cách đáng kể. Ở lượt trận đi trên sân Mỹ Đình thì pha ghi bàn siêu phẩm của Quang Hải đã giúp cho Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0. Sau Krasniqi thì Malaysia cũng đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Guilherme de Paula, tiền đạo 33 tuổi người Brazil. Đây là một trong những chân sút thi đấu bùng nổ và ổn định nhất giải vô địch Malaysia trong hơn 3 năm trở lại đây. Malaysia sẽ có trận giao hữu với Bahrain vào ngày 21 tháng 3 trước khi bước vào hai cuộc chiến ảnh hưởng đến cơ hội vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 là gặp UAE vào ngày 26 tháng 3 và gặp Việt Nam vào ngày 31 tháng 3. Trong khi đó, trận giao hữu với đội tuyển Iraq của đội tuyển Việt Nam thì đang có nguy cơ bị đổ bể vì đội khách sợ những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19. Hiện tại cục diện bảng G ở tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thì đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 11 điểm, trong khi người Mã xếp thứ nhì với 2 điểm ít hơn. Lượt trận ngày 26 tháng 3, Rồng Vàng sẽ không thi đấu, còn Malaysia thì sẽ hành quân sang Dubai để gặp chủ nhà UAE. Người hâm mộ và báo giới tỏ ra vô cùng lo lắng cho đội tuyển Việt Nam trong chuyến hành quân đầy bất trắc sang Malaysia vào ngày 31 tháng 3. Không chỉ thiếu vắng đi những cầu thủ quan trọng như là Trọng Hoàng, Đình Trọng hay là Huy Hùng do bị chấn thương và bị thẻ phạt, huấn luyện viên Park Hang-seo còn bị xáo trộn kế hoạch chuẩn bị do dịch viêm phổi cấp chủng mới virus corona 2019 nCoV khiến cho V-League phải lùi ngày khai mạc sang tháng 3. Đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo chính là khắc tinh của Malaysia. Binh đoàn Rồng Vàng hoàn toàn chiếm ưu thế trước người Mã. Trong 4 trận đối đầu thì Quang Hải và các đồng đội đã thắng 3 và hòa 1. Trận hòa duy nhất với tỷ số 2 đều diễn ra tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ở chảo lửa Bukit Jalil. 3 trận còn lại thì Việt Nam đã cuột ngã đối thủ thuyết phục khi ghi 4 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Thậm chí là nếu xét về thành tích đối đầu thì Hổ Mã Lai mới là đội ngán Việt Nam nhất. Kể từ năm 2012 đến nay, tại Bukit Jalil thì người Mã vẫn chưa thể đánh bại được chúng ta.
Cụ thể là Rồng Vàng đã quật ngã người Mã 2-0 trong trận giao hữu 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Đó là chưa kể là Việt Nam cũng đã từng đả bại Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2016 tổ chức tại Myanmar. Nếu như tính luôn cả AFF Cup 2018 thì Rồng Vàng rõ ràng là luôn nằm ở kèo trên trong các cuộc đối đầu với Malaysia. Đó cũng chưa phải là tất cả, bởi rất nhiều khả năng là Việt Nam còn có lợi thế về tinh thần to lớn khi đụng độ với người Mã diễn ra vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Thầy trò huấn luyện viên Tan Chen Ho vào ngày 26 tháng 3 sẽ có một trận đấu đi dễ khó về gặp UAE và sẽ là bất ngờ vô cùng thú vị nếu như Hổ Mã Lai kiếm được một điểm trước đội bóng vùng vịnh đang ở thế buộc phải thắng cả 4 trận còn lại ở bảng G. Bất chấp Malaysia đạt được kết quả như thế nào trước UAE thì Việt Nam sẽ rất dễ đá do đây là trận duy nhất đá trên sân nhà của Hổ Mã Lai trong số 3 trận còn lại ở bảng G. Và chỉ có giành chiến thắng thì đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chen Ho mới có thể duy trì được hy vọng giành quyền đi tiếp. Trong thế trận mà Malaysia buộc phải giành trọn 3 điểm thì đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để triển khai chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc. Nói tóm lại là nếu như chuẩn bị chu đáo và tôn trọng đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đủ khả năng để nghênh chiến song phẳng với người Mã. Ngày 26 tháng 3, đội tuyển Việt Nam được nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, tại bảng G, đội chủ nhà UAE sẽ tiếp Malaysia, Thái Lan gặp Indonesia và đây đều là những trận đấu bản lề. Đội tuyển Indonesia thì đã có 5 trận đấu toàn thua và hiện nằm ở vị trí bét bảng tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019. Nhưng mà 3 trận đấu còn lại trong năm 2020, Thái Lan, UAE và Việt Nam của họ thì lại ảnh hưởng đến vị thế ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia đang phải phụ trách cả 3 đội tuyển là U19, U23 và đội tuyển quốc gia. Trong chuyến tập huấn cùng với U19 Indonesia và lần lượt thua tâm phục khẩu phục trước các đại diện của Hàn Quốc gồm có Gyeonggi University với tỷ số 0-2, Seongnam với tỷ số 0-4 và Busan E-Park với tỷ số 1-5, thì đội bóng xứ sở vạn đảo của huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong sẽ bay sang Thái Lan với khá nhiều tuyển thủ U23 Indonesia xung trận. Chắc chắn huấn luyện viên Akira Nishino và các cầu thủ chủ nhà Thái Lan biết làm thế nào để có được 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Việt Nam. Nếu không quá bất ngờ thì sau trận đấu này Thái Lan sẽ có cùng 11 điểm bằng Việt Nam nhưng xếp trên vì có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn chúng ta. Còn ông Shin Tae-yong sẽ có dịp để tìm hiểu thêm bóng đá khu vực Đông Nam Á và các học trò Indonesia. Trận đấu giữa UAE và Malaysia thì chắc chắn là đội bóng Tây Á sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trong trận lượt đi ở trên sân nhà và có bàn thắng trước nhưng rốt cuộc thì Malaysia vẫn phải chịu thúc thủ với tỷ số 1-2. Ông Ivan Jovanovic đã tiếp quản chiếc ghế nóng sau sự ra đi của huấn luyện viên Bert van Marwijk người Hà Lan. Chắc chắn nhà cầm quân này biết rằng nếu như không có 3 điểm thì cơ hội đi tiếp của UAE dường như là bằng không. Nếu như đội tuyển UAE đã nhập tịch thành công tiền đạo Sebastian Tagliabue gốc Argentina và cố gắng hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền vệ tấn công Fabio de Lima 27 tuổi gốc Brazil và tiền vệ Caio Canedo 29 tuổi gốc Brazil, thì Malaysia lại có 3 cầu thủ đá chính bị nghỉ thi đấu do nhận đủ 2 thẻ vàng, đó là Brendan Gan, Siafit Ahmad và Matthew Devi. Kịch bản dễ xảy ra nhất là sau lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022, bảng G Thái Lan và Việt Nam sẽ tạm thời chia nhau ngôi nhất nhì bảng đấu. Đội tuyển UAE sẽ có 9 điểm và sẽ sớm trở lại đường đua cùng với tân huấn luyện viên Ivan Jovanovic. Khoảng cách 2 điểm giữa UAE với Thái Lan và Việt Nam sẽ không phải là điều quá lớn đối với đội bóng Tây Á. Khi đó trận đấu cuối cùng giữa UAE và đội tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu của vòng đấu bảng thứ 2 vòng loại World Cup 2022. Đây sẽ là trận đấu không khoan nhượng bởi khi đó huấn luyện viên Ivan Jovanovic của UAE đã có thời gian đủ để tìm hiểu đối thủ và chuẩn bị lực lượng tốt nhất. Với xác suất chỉ vào khoảng 5-7%, việc huấn luyện viên Tan Chen Ho và các cầu thủ Malaysia có thể giành chiến thắng chủ nhà UAE. Liên đoàn bóng đá Malaysia vừa mới nhập tịch thành công tiền vệ Lidiron Krasniqi, chính là cầu thủ gốc Kosovo nhưng do 2 năm không thi đấu cho nên thể lực của cầu thủ này cũng đang là một dấu hỏi. Thực ra khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Malaysia không cao nhưng nếu như điều này xảy ra thì ông Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Bởi 5 ngày sau đó, với tư cách đầu bảng G với 12 điểm thì Malaysia sẽ đón tiếp đội khách Việt Nam sau khi mà các cầu thủ đá chính là Brendan Gan, Siafit Ahmad và Matthew Devi đều đã được tẩy thẻ thành công.
Khả năng chuyên môn của hai cầu thủ có hai quốc tịch là Brendan Gan và Matthew Devi trong màu áo của đội tuyển Malaysia như thế nào thì chúng ta cũng đã được chứng kiến ở trận lượt đi. Kịch bản có lợi nhất cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam có lẽ là UAE hòa đội tuyển Malaysia. Khi đó thì Thái Lan và Việt Nam có khả năng sẽ cùng 11 điểm, Malaysia 10 điểm, UAE 7 điểm và đây là thế trận có lợi cho chúng ta. Khi đó thì cơ hội đi tiếp của UAE và cả Malaysia đều không còn nhiều. Tuy nhiên khả năng này cũng không nhiều và chỉ rơi vào khoảng 10% mà thôi. Vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải là lo ngại đối thủ mạnh, thay huấn luyện viên trưởng hay là thêm cầu thủ nhập tịch, mà phải làm sao cho đội tuyển Việt Nam ngày càng thi đấu ăn ý và hiệu quả hơn nữa. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.